Kim Đào, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Lục Invo, chuyên giấy phép ngành thực phẩm và bảo hộ thương hiệu. Thì cách đây khoảng 4 tháng thì Đào có đi học kinh doanh của thầy Nguyễn Thái Duy. Tiền thân của Đào là Đào học về ngành luật của trường Đại học Sài Gòn. Thì Đào ra trường cách đây cũng 3 năm rồi. Thì sau khi ra trường, lúc đó chưa ra trường nữa, lúc đó chỉ là thực tập thôi, thì Đào có làm cho một cái công ty chuyên về các dịch vụ giấy phép. Thì Đào làm cái dịch vụ đó xong thì Đào hơi bị ngán bởi vì đi ngoài đường quá nhiều. Bởi vì sếp lúc đó thì Đào làm từ đầu đến cuối hết. Sau khi mà xong rồi sau đó Đào ngán và Đào xin vô công ty Sài Gòn Pho để mà Đào làm bên bộ phận là hành chính pháp lý. Sau khi làm đó xong thì do làm ở văn phòng thì do hoàn cảnh công việc rồi gia đình bị nghịch thời gian với lại gia đình, cho nên là cuối cùng là Đào quyết định là đi ra học kinh doanh để mà kinh doanh cái trung tâm luyện thi đại học môn toán của ông xã của Đào. Lúc đó thì cách đây khoảng 2-3 tháng là lúc đó Đào và ông xã mới cưới nhau thôi. Thì Đào học kinh doanh ở thầy Nguyễn Thái Duy, thì lúc đó học xong thì Đào mới quyết định là ra kinh doanh, không có kinh doanh ở cái trung tâm luyện thi của ông xã Đào nữa, mà là Đào làm bên cái dịch vụ giấy phép, ví dụ như các loại giấy phép như là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh, bảo hộ thương hiệu, giấy chứng nhận mã số mã vạch, rồi giấy ISO, Việt Gáp, HACCP. Đó là các cái loại giấy mà hiện tại Đào đang làm và cũng là ngày xưa Đào từng làm ở công ty cũ. Thì tại sao hôm nay Đào lại ngồi ở đây để mà Đào làm cái clip này? Với lý do là hiện tại Đào đang chờ một cái người khách, và người khách này á không phải do quen biết, cũng không phải do ai giới thiệu, mà người khách này đến với Đào từ hệ thống online mà Đào tự làm ra cách đây 3 tháng. Đối với các anh chị khác khi học ở thầy Nguyễn Thái Duy á, thì khoảng theo như Đào hỏi một số anh chị á, thì từ 6 tháng đến 9 tháng thì sẽ có khách online gọi về. Nhưng mà do là cái lĩnh vực của Đào á, về các cách viết web thì chưa có ai, giống như là cách viết web thì chưa có ai được học giống như là ở chỗ của thầy Duy. Cho nên là Đào thì học chỗ thầy Duy, cho nên là cách viết web của Đào hoàn toàn khác. Cho nên là về cái chuẩn sale á, thì đã được lên top. Cho nên là anh khách hàng này mới gọi cho Đào, và anh ấy cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là hẹn gặp Đào ngay. Là vừa lúc sáng anh sẽ đọc trang web của Đào xong và hẹn Đào là hôm nay là chiều nay gặp liền để mà tư vấn cho anh, để mà anh làm luôn. Thì có vẻ là anh rất là ok, thì kêu Đào là chuẩn bị này kia để mà tư vấn cho anh, để mà chốt luôn, thì gặp trong hôm nay. Đào muốn nhắn nhủ với một số bạn là do có thể là các bạn viết web, các bạn làm hệ thống online 6 tháng đến trên 1 năm chưa có khách, do là cái ngành nghề đó nó nhiều người làm giống như vậy quá, cho nên mình chưa có lên thôi, chứ từ từ vẫn lên nếu mình biết đúng tâm lý của khách. Còn đối với lĩnh vực của Đào thì do là giống như chắc có lẽ là dịch vụ giấy phép với lại học luật này không ai đi học kinh doanh hết, cho nên là cách viết web của Đào được lên top và được khách hàng biết tới sớm. Thì Đào rất là vui bởi vì á, cái hành động của mình trong 3 tháng qua, mình cực khổ không đúng, nói chung là mình miệt mài mình làm, thì hôm nay đã có kết quả. Thì qua điện thoại lúc nãy á, Đào nói chuyện với khách thì khách có nói với Đào là rất là thích khi mà đọc bài viết của Đào, bởi vì nó rất là chân thực, nó đúng cái thắc mắc, đúng cái nhu cầu mà khách đang cần, cho nên chỉ cần đọc xong là không tìm qua các web khác mà gọi cho Đào liền luôn, bởi vì Đào viết quá là chân thành đó. Cho nên Đào rất là vui và muốn chia sẻ lên đây cho các bạn cũng là kinh doanh với Đào, cũng là đang học chung, cũng là vừa viết web đây, thì có động lực để viết web, có động lực để làm kênh YouTube, có động lực để mà làm cái hệ thống online cho cái doanh nghiệp mình, để sau này khách có thể là tự đổ về mà mình không tốn nhiều quá nhiều chi phí đó. Thì Đào cũng cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy đã cho Đào nhiều kiến thức, nhiều cái kiến thức kinh doanh lắm, để Đào bây giờ Đào có thể ra và Đào có thể là từ những kiến thức đó mà kiếm về cái nguồn thu nhập rất là ổn cho bản thân của mình.
và đào được giống như là được tự do về mọi thứ, tự do suy nghĩ, tự do hành động và đào tâm trạng thoải mái, sức khỏe cải thiện. Đó là những gì mà đào đạt được sau khi học thầy Nguyễn Thế Duy và sau khi bước ra chịu hành động những điều mà thầy dạy. Nghĩa là thầy dạy xong là 20% thôi, nhưng mà về đàm ra kết quả thì đào mới cảm thấy sâu sắc những gì thầy dạy, rất là hay. Cho nên các bạn hãy cố gắng làm hệ thống online của đào, và từ nay đào còn có nhiều năng lượng, đào còn sung sức làm nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn. Các bạn học chung đào là bạn học của đào, hoặc là có muốn ra khởi nghiệp thì cũng có thể là tìm đến Facebook thầy Nguyễn Thế Duy để liên hệ, để mà có thể ra làm chủ, để có thể là làm chủ thì cũng không đúng, nói chung là làm chủ được cái nghề, cái ngành của mình, làm chủ được bản thân mình để kiếm ra tiền thôi, ban đầu là như vậy. Còn làm chủ nhiều người khác đó thì nói chung ban đầu mình ổn trước đã, rồi mình sẽ làm chủ nhiều người khác, cái đó là trong tương lai rồi. Nhưng mà hiện tại đang rất vui bởi vì áp dụng kiến thức của thầy, và bây giờ khách về đã tự động 2-3 ngày nay thì ngày nào đâu cũng có khách gọi cả, cho nên là nói chung rất là vui. Còn bây giờ Đào cũng không biết nói gì nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem clip này của Đào, bởi vì Đào rất là vui cho nên mới làm cái clip này liền mà chưa kịp đợi khách tới luôn, trong thời gian đợi khách tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ lần sau. Xin chào.